Gia Lai, miền đất của núi lửa chưa đơn gia hùng vĩ, biển hồ mênh mang, Pleiku thơ mộng và thung lũng cỏ hồng đắc đoa trải dài hút tầm mắt, giữa trường thông bonsai độc nhất vô nhị tại Việt Nam, hội tụ nguồn tài nguyên trù phú, thổ nhưỡng phì nhiêu và kho tàng văn hóa sử thi đồ sộ, Gia Lai đang sở hữu những tiềm năng vô giá để thu hút bước chân đầu tư tiên phong trong các lĩnh vực mới. Với chung niềm tin về sự bứt phá mạnh mẽ của vùng đất đại ngàn, và đó cũng là lý do để chúng tôi có mặt tại đây với khát vọng đánh thức Gia Lai. Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái 5 sao quy mô hiện đại bậc nhất khu vực Tây Nguyên mà ai cũng phải khát khao được sở hữu, nơi khởi đầu cho hành trình ươm mầm trải nghiệm và chắp cánh giấc mơ, đưa Gia Lai trở thành một Đà Lạt thứ hai của Tây Nguyên. Với quy mô 500 hectare, FLC Gia Lai là dự án đầu tiên được định hướng xây dựng để trở thành quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái giải trí khép kín, đồng bộ và hiện đại bậc nhất khu vực Tây Nguyên. Dự án cách trung tâm thành phố Pleiku 10 km, cách sân bay Pleiku 16 km, tọa lạc tại mặt đường quốc lộ 19 nối liền Gia Lai với Quy Nhơn và các tỉnh Nam Trung Bộ. Trục giao thông được mệnh danh là con đường tơ lụa, kết nối Tây Nguyên, giao lưu với khu vực và quốc tế. Được nghiên cứu kỹ lưỡng với mục tiêu tôn trọng và bảo tồn tối ưu cảnh quan nguyên sơ, FLC Gia Lai quy hoạch bài bản và đồng bộ với nhiều hạng mục tiện ích tiêu chuẩn quốc tế, nơi các yếu tố hiện đại được kết hợp và tỏa sáng cùng sự đa dạng của hệ sinh thái bản địa. Đó là sân góp 36 hố nếp mình uốn lượn với những hàng thông bonsai xanh và đồi cỏ hồng tuyệt đẹp. Chất lý bảo tồn và can thiệp tối thiểu vào ngoại cảnh được các kiến trúc sư sân góp hàng đầu thế giới thống nhất trong từng hạng mục thiết kế để tôn vinh vẻ đẹp hoang sơ, độc đáo của vùng đất đại ngàn nắng gió qua từng đường góp và mang đến một hành trình tràn đầy cảm xúc. Đó là khách sạn 5 sao, điểm nhấn lưu trú đẳng cấp của quần thể, nơi giao thoa của bản sắc truyền thống và tinh hoa kiến trúc thời đại. Đó là trung tâm hội nghị quốc tế quy mô lớn nhất Tây Nguyên, điểm hẹn của các sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật tầm cỡ. Sự gặp gỡ của khát vọng đổi thay mãnh liệt và những bàn tay khối óc duy mỹ, chắc lọc, trồi thăng hoa để tạo nên một chuẩn mực mới mang tên FLC Gia Lai, hiện diện đầy sức sống giữa núi rừng Tây Nguyên. Lấy cảm hứng từ linh vật Phượng Hoàng quyền quý, biểu tượng cho sức sống bất diệt, vươn tới tâm niệm chân thiện mỹ của con người. FLC Gia Lai là tổng hòa của những mảnh ghép độc đáo, Phong Sơn, Sông Phủ, Trường Vĩ, ba phân khu tự như ba resort thu nhỏ, ẩn mình dưới không gian xanh bất tận. Phong Sơn, phân khu cửa ngõ khu đô thị có quy mô hơn 30 hectare, quy hoạch 436 căn biệt thự liền kề, mang đậm phong cách kiến trúc Indochine, kiến tạo nên cộng đồng cư dân trẻ năng động. Sông Phủ, phân khu trung tâm với quy mô 30 hectare, với 600 căn biệt thự liên kề nằm dọc theo quốc lộ 19 và tuyến đường nội khu chính của quần thể, mang hình ảnh đôi cánh chim đang sải trọng bay cao giữa đại ngàn. Sông Phủ gửi gắm kỳ vọng về một chốn an cư lý tưởng, điểm dừng chân phồn thịnh không thể bỏ qua trên vùng đất cao nguyên huyền thoại. Và Trường Vĩ, phân khu lớn nhất có diện tích hơn 44 hectare. Với hơn 1.000 căn biệt thự liền kề ôm trọn sân góp 36 hố xanh mát, nơi hội tụ mọi tinh hoa cuộc sống, cộng đồng ưu tú, cảnh quan tuyệt mỹ, tiện ích đẳng cấp. Trong bản hòa ca hùng vĩ của đại ngàn, những giá trị vật chất và tinh thần cùng thăng hoa từ hệ thống tiện ích đỉnh cao. Safari, vườn thú bán hoang dã đầu tiên tại Tây Nguyên. Quảng trường và sân khấu nhạc nước diện tích lên đến 15.000 m². Đồi cỏ hồng, đồi thông bonsai độc đáo. Hồ điều hòa trung tâm, bể bơi phố cực rộng lớn. Chuỗi nhà hàng ẩm thực quốc tế, bar, blau, cà phê. Rạp chiếu phim hiện đại. Trung tâm thương mại sầm uất. Khu phố đi bộ, phố đêm trực trở ánh đèn không bao giờ tắt. Trường học liên cấp, bệnh viện đa khoa quốc tế. Tất cả cùng hòa quyện đáp ứng toàn diện nhu cầu từ lưu trú, nghỉ dưỡng cho đến văn hóa, thể thao,
chăm sóc sức khỏe, mua sắm, vui chơi giải trí cho cả cư dân và du khách bốn phương. Từ đó đánh thức kho tàng tài nguyên quý giá và khởi tạo cuộc sống thịnh vượng mới tại vùng cửa ngõ Bắc Tây Nguyên, như cách mà chuỗi quần thể nghỉ dưỡng FLC đã từng hiện diện, mang đến luồng sinh khí mới, đánh thức các vùng đất tiềm năng trên khắp Việt Nam. FLC Gia Lai Golf Club and Luxury Resort đẳng cấp được gọi tên, một sản phẩm của tập đoàn FLC.